Nhân vật chính của chợ ngày hôm nay 86 triệu. Củ này về gần 20 cân ấy. Các cái đá xanh, cái này thì ngâm với rượu để cải thiện sinh lý của đàn ông. Ơ sao lại có cái này màu vàng hả cô? Em đây màu vàng cô đấy. Cái màu vàng này tốt hả bà? Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ phiên Bắc Hà mọi người ạ. Hôm nay là ngày chủ nhật. Nhắc đến Bắc Hà, Cao Nguyên Đá đang có mặt tại Cao Nguyên Trắng rồi mọi người. Bắc Hà thì phải nói là một cái phiên chợ rất là lớn của tỉnh Lào Cai. Ở đây thì ngay phía sau mọi người, chợ họp từ 5 giờ sáng cơ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ lúc 7 giờ. Bây giờ thì mình đang bắt đầu đi vào trong chợ đây. Tiếp tục cái chia sẻ cái hành trình khám phá Tây Bắc cũng như là chợ phiên ở vùng cao. Thì hôm nay thì Cao Nguyên Đá mời mọi người là cùng đi chợ. Phải nói là lên đến đây là phải là bất ngờ đấy, bởi vì nó có quá nhiều thứ nó khác. Hôm qua thì mình có mặt ở chợ phiên Cán Cấu, cách Bắc Hà khoảng tầm 20 cây số. Nhưng mà đến với Bắc Hà ngày hôm nay thì phải nói là một cái phiên chợ nó lớn nhất. Không biết là ở Tây Bắc này có phải là lớn nhất hay không, nhưng mà với mình thì hiện tại nó đang là một cái phiên chợ cực kỳ lớn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong chợ xem trong chợ bà con bán những cái gì. Ở bên này thì có các cô bán những cái túi thổ cẩm này, đang trao đổi với nhau. Hôm nay thì mình sẽ vào trong những cái nơi bán những cái sản vật của địa phương ấy, những cái đồ của bà con phải lấy ở trong rừng ra. Di chuyển khoảng hơn 5 phút thì mình đã vào đến khu trung tâm chợ rồi. Từ đầu ngoài kia vào thì là bà con mang rau cỏ ra bán rất là nhiều này. Hiện tại thì vào mùa này ấy, hàng rau cũng như nông sản cực kỳ nhiều. Không biết là hôm nay mình có sẽ gặp lại mấy chị em hôm qua gặp ở chợ Cán Cấu không? Cho mình mua cá cảnh đi ra đây. Cái ông này bao tiền một cân? Cá về hiến 70 nghìn một cân. Hôm trước thì mình đi chợ Lai Châu, mọi người nhìn thấy con bọ nước cực kỳ lạ, nhưng mà hôm nay thì ở ngoài khu vực này bà con đang bán những cái đồ mang từ trong nhà ra này, mà chưa thấy có cái gì nó lạ lẫm. Phải nói là sông Quy bên này thì nó là thiên đường rồi các bác ạ, quá là nhiều luôn. Bên này mấy chị bán phở giống hôm qua, phở thì đều được chia thành suất hết. Cái này nó có cái làm bằng cái củ ấy, giống như cái thịt trâu mà chắc chú chia sẻ đấy. Đấy, khách ở đây thì cũng đang ngạc nhiên, không biết là cái gì mà. Ôi hạt bí, hạt bí này là của nhà mình à anh, của em mua về à? À, cái này là bánh củ mai đúng không? Cái này thì nấu nước với gừng đúng không? Để mỡ cho hành vào ăn rồi. Nhà em cách chợ xa không? Cách bao nhiêu cây số? Cả cây to cây nhỏ cách bao nhiêu cây? Ra là cũng 10 cây ấy. 10 cây à? Thế mày đi chợ một mình à? Thế vợ con đâu? Vợ con nhà. À, thế là hôm nay là ông bố đi chợ ấy đúng không? Hạt bí ngon nhở? Bây giờ còn xa Tết quá. Ừ. Cho em đặt hàng nhé. Anh cho lò nấy nấy cốt không? Quả này là quả gì đấy cô? Là của chị Pau à? Đầu này
rau củ. Rau củ thì ăn vào. Vâng. Lấy cái hạt ra. Đây cô bóc cái hạt ra đây rồi đúng không? Ăn luôn được à cô? Ăn xong thì miệng của nó mình ăn ngọt ngọt đấy. À ăn xong thì miệng của mình còn ngọt. Muốn nước này. Vâng. Nếu mà quả này thì gọi tên là gì? Không biết. Không biết à? Thế mình nghĩ là cái quả này có sao không cô? Thì đấy ở trong rừng à? Nhưng mà phải đi xa không? Ừ. Xa lắm à? Ừ, thì rừng rừng. Bao nhiêu? 5.000 đắt quá. Thế rồi bây giờ quên một điều, chưa đi rút tiền rồi kìa. Cái này là gỗ gì đây? Đây là rổi ạ. À, rổi. Vâng. Chôn nó cá. Đây là bị con muối nó ăn hết rồi ấy nhở? Cái này quang kiến nó ăn hết rồi. À, kiến nó ăn à? Vâng, quang tức là đây là quả. Đây là nu kháo đúng không? Vâng, nu rổi ạ. Rổi. Vâng. Cái này thì bán như nào? Đấy. Cái này thì bán như nào? Giống này 1 triệu. 1 triệu. Được với 2 cặp này, lấy luôn 2 cặp này. Nhưng mà đây vứt được xe, chỗ cái nào, xe này là xe gì nào? Xe... Anh bảo này, bây giờ mua mang về công an của bác. Cái này? Cái này họ cũng bắt rồi, chỉ sợ nghiến là họ ít bắt. À, tiền nghiến hay bắt thôi. Nghiến thì bắt ạ. Là mua về để lên xe trở về thì người ta lại thu mất của mình. Cái này mình mang vé mình phải lấy cái gì bạc cuốn vào. À. Đấy, không phải cho như này đi đâu. Hay chịu ngay cũng vậy. Nó còn hỏng nhưng mà mình phải giáo một tí. Đấy. Đây là nu rồi. Chế chứ là hạ thôi à. Chế là giết chứ nhỉ. Quả me rừng nữa. À, thế chua chua. Đây là kháo. Còn này mang về ăn rồi ngâm rượu cũng được. Cái giỏ to quá. Ui dồi. Cái này bao nhiêu cân đấy chú? 20 mấy cân đấy. 20 mấy cân à? Cái này là gỗ gì đấy? Nghiến à? Cho em đi nhờ vào đây nhé. Cái này là củ gì hả chú? Kháo hết à? Đều là của nu hết à? Cái này là... Cái này là gì? Nu kháo. Cũng là nu. Nhìn như cái quả gì ấy chú ạ? Nhìn giống quả đó. Đúng rồi, giống cái quả. Ừ. Tươi luôn mọi người ạ. Anh bảo ở trong nhà có cục nào to hơn những cục này không? Không có nữa à? Có không? Để làm con thiềm thừ ấy. Không có à? Thế mình đặt có được không? Đặt. Đặt đấy để anh em đi lấy ấy. Có không? Cũng không có à? Đi tìm chứ. Đi tìm hộ anh ấy. Không đảm bảo. Không đảm bảo à? Và nó đạt hay không đạt hay là nó thủng ở giữa hay không đảm bảo cái đấy. À. Đấy. Thì mình mang về nhà, mình mang ra chợ thì nó khô, nó làm nước là nó thôi. Không, không phải thôi. Dáng, cái này lóc vỏ trước. Lóc vỏ trước. Vì mình chưa thấy, chẳng biết nó đi tìm nó có ai không. À. Quan trọng. Anh kia hình như đang ốm hay sao đúng không? Thế tay có kim truyền gì à? Đang viện. Đang ở viện. Thế là hôm nay trốn viện này ra đi bán hàng à? Triệu táng này tiêu xong ra đây mà. À, tiêu xong mới ra. Cả tuần có một cái chợ thôi nhỉ? Phải đi chứ. Anh bé này rẻ. Rẻ mà quan trọng xe mình đi về. À, 5.000 một cân, anh gửi qua bưu điện đấy. 5.000 một cân. Có bưu điện này, có bưu điện không? Bưu điện gửi được mà. Cái này là cây gì à chú? Táo đỏ. À táo đỏ à? Đẹp nhỉ? 200 bao nhiêu? Ở đây thấy mọi người bán cái gỗ rổi này nhiều lắm. Các bác nào mà thích hàng lũa, hàng liếc này. Rồi
giống như kiểu cái nu kia đục tượng. Thì bên trên chợ này bày bán rất là nhiều. Mình vừa nhìn thấy, à đây, bên này có một cả một cái cửa hàng luôn. Mình gặp lại cô bé Của rồi. Phải Của không? Đúng rồi à. Sáng nay mấy giờ em đến đây? 7 giờ à? Chợ đông quá, mọi người ra vào máy quay. Thế hôm qua bán được bao nhiêu cây? Bán được 5 cây. 5 cây à? Thế mà như anh thì anh sẽ dùng cây dài hay cây ngắn? Anh thì cây dài. Cây dài à? Em sẽ ở đây đến mấy giờ? Em ở đây 2 giờ. Thế đứng ở đây à hay là ở đâu? Em đứng ở đây ạ. Đứng ở đây à? Thế tí anh đi chợ một tí xong thì anh quay lại nhá. Đấy, hôm nay là gặp được em là duyên rồi. Sẽ quay lại ủng hộ em nhá. À anh bảo này, ở chỗ này người ta bán con chó ở đâu ấy nhỉ? Chó ở dưới cầu kia anh ạ. Dưới cầu à? Đi xa không? Đi đường này, thấy là kia là đến cầu. À, rồi, anh cảm ơn nhá. Hẹn gặp lại em sau 2 tiếng nữa. Chắc các bác theo dõi cái video mà mình quay ở chợ Cán Cấu thì có gặp em Của rồi. Khu vực này bán cây lan rất là nhiều. Chú này có cái cây lụa. Tại thì ở những cái chợ phiên ấy, còn những cái chợ mà bán những cái cây mà cây hoa này, đặc biệt là hoa lan ấy, bây giờ rất là ít, bởi vì là một phần là cũng do nhà nước cấm rồi các bác, nên là khi mà mang ra bán ấy, chủ yếu là cái lan mà bà con là mang về để nhân giống rồi đâu cấy ghép vào những cái thân như kia. À, mình sẽ đi dọc theo khu vực này để xem còn gì hay ở dưới này không nhá. Cái này là mấy anh em bên này cũng bán gỗ đấy mọi người này. Cái cây nu khá lắm, mình không biết sao nhưng mà nó nhiều thế nhỉ. Cây nu này có đi dễ lấy không hả chú? Chú chắc là không nói được tiếng phổ thông hay sao ấy. À, mình đã ra đến cái khu vực bán chó rồi nhỉ, cả gà đấy này. Những cái con gà cảnh ấy. Con gà này bán có đắt không anh? Khoảng bao nhiêu tiền? 400-500. Con này già rồi sao nhỉ? Cựa già lắm rồi. Già rồi. Đẹp nhỉ? Mình nuôi được bao nhiêu năm rồi bà? À, của chú này à? Mình là khách thôi. Vâng, à. À này, đến sang bên chỗ chợ chó rồi. Chân nó ngắn nhỉ? Chân to. Đẹp rồi đấy. Chó sủ Bắc Hà này nổi tiếng rồi. Cháu cũng họ bạn Nguyễn Văn Dúi. Thế à, bạn Nguyễn Văn Dúi đúng không? Bạn Dúi nổi tiếng một thời ở trên Facebook. Con này là nó cũng bị lai rồi, chân nó bị ngắn như vậy đúng không? Bố mẹ luôn như thế luôn. À. Có nhiều con giống như con người anh, nhất người cao người thấp á. À. Con này là 4 triệu đúng không? Ở chợ này thì là con chó nào đắt nhất? Khoảng bao nhiêu tiền là đắt nhất? Con đang ngồi kia anh ạ. À. À. Đấy là 86 triệu. 86 triệu. 86 triệu. Vâng. Cái nhỏ con chó này trên này nó đặc đẹp cái gì nó ghê. Con điện con đẹp quá. 86 triệu con kia. Ừ. Đây là nhân vật chính của chợ ngày hôm nay, 86 triệu. Cái bàn này thế nào?
Mình cũng không biết nhiều về cái giống chó sù của Bắc Hà đâu, nhưng mà hiện tại thì giống chó sù Bắc Hà là cực kỳ đắt. Giống như ở bên cao nguyên đá thì là có cái giống chó Mông Cộc các bác ạ. Nói về chó Mông Cộc thì nó là một cái câu chuyện dài và bà con người Mông rất là quý, bởi vì ở đây là mình sẽ chia sẻ câu chuyện này lại sau, bởi vì ở đây nó hơi ồn, hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ với mọi người những cái con chó ở đây nè. Con này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu hả cô? 2 triệu. À, đúng rất to bây giờ. Con này cũng đẹp này. Là hai mẹ con đây à? Đây là hai mẹ con à? Không phải à? Hai bác cháu. Thế thanh niên này bán con này bao nhiêu tiền? Hả? À, con này bao nhiêu tiền? Hả? À, 250. Mọi người đang nói vui bảo là con một con chó đấy mua được nửa con trâu rồi. Hàng này nói thật với chị là nhà nuôi được con chó đẹp khó lắm, năm bây giờ có 2 lứa rồi, lứa được có 2-3 con thôi, không rẻ đâu. Hai con được. Nhưng mà tiêu chí chó Bắc Hà đẹp này nó như nào ấy? Dạ. À, tiêu chí chó Bắc Hà đẹp nó như nào? Chó tiêu chí chó Bắc Hà đẹp lông đỏ lửa. Nó nếu mà chó xù này, thì là nó về mặt mũi này, tai cụp này, hàng xù này, bông xù này, chân tay to này, lưỡi đốm này, nó là hàng khôn này. Đấy, nó đạt tiêu chí là con này gần như là tuyệt đối. Đấy, mặt mũi to, mặt mũi chân tay to, mồm to. Đấy, lưỡi đốm. Cái màu lông này là màu lông đặc biệt của nó. Màu lông này là màu lông cà phê, sau này màu lông cà phê. Rất là đẹp, con này thì màu lông này đậm hơn màu con này. Cùng một mẹ đẻ ra nhưng mà hai màu lông nó cũng hơi khác nhau một chút. Nhìn như cục bông ấy nhỉ? Đấy, nó như một cục bông luôn. Hàng rất là đẹp. Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo. Con này thì anh bán bao nhiêu? Con này anh đang bán là 7 triệu. 7 triệu gì? Ừ. Anh đọc số điện thoại đi, tên 0396272859. Nhà ngay cầu Bắc Hà. Của Bắc Hà. Xe. Các bác nào có nhu cầu mua chó. Đây là chó bản địa đây. Đặc trưng của Bắc Hà là có dòng quyển này, đây là màu đỏ. Màu này là màu chuẩn. Con này mình đang bán bao tiền đấy? Con này là đang bán 7 triệu đấy. 7 triệu. Đấy, hai con, mỗi con anh 7 triệu. À. Bắt con nào bắt? Nhà đẻ ra ba con thì con được vừa rồi bán 10 triệu rồi. Đấy. Xinh đẹp nhỉ? Đẹp. Còn hai con này. Đấy, muốn thật ra là nó hàng đẹp thì bây giờ nó rất là ít. Ở chợ hôm nay thì thật ra là chó đẹp không có mấy, chỉ có 2-3 con thôi. Đúng rồi, em đi cả chợ thấy quanh hai con này, bên mình thì có một con đen. Đấy, con thế là đẹp nhất. Thế còn toàn bộ là chó kia là chó nó rất là xấu. Vâng. Nó lông, thứ nhất là chất lông, thứ hai nữa là hàng nó tạp nham. Đây là hàng này là hàng nó có tên tuổi. Bố mẹ là có tên có tuổi. Được cấp phép. Được chứng nhận nhân giống. Đúng rồi, bởi vì là con bên kia màu đen đó là 4 triệu rồi. Mà chỉ khác nhau cái bộ lông thôi là đã chênh nhau là 3 triệu đồng rồi đấy. Đúng rồi. Vâng, chênh nhau. Nhưng mà cái màu này thì em thấy cực kỳ hiếm này. Nói thật mấy anh là vâng, trên mạng người ta giả em cái giá 6 triệu với lại 5 triệu rưỡi là rất nhiều. Nhiều rồi đúng không? Em thật luôn, chẳng qua là nhà em đây này. Em ngay cầu này thì em thích thì em mang ra dắt chơi bán cho nó vui thôi. Vâng. Nói thật nhà có hai con chó không nhiều. Rồi, em cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn anh. Anh biết. Thấy cô vào đây là mỡ chăn này. Chào cô nhá. Đây là mỡ chăn đấy ạ. À, mỡ con chăn à? Đây là da con da. Vâng. Đây là mỡ của nó này. Vâng. Ủa, con này phải to lắm đấy cô nhỉ? Hơn chục cân. Hơn chục cân ạ. Nhưng mà cái loại này nó không bò như rắn.
cho nên là nó có cái chất mỡ này phì ra. Đó là con này là nó hay ngủ đúng không? Ừ. Thì đây có mỡ. Nhưng nó không ác như con rắn. Dạ. Ví dụ như nó cơ ngoạm vào tay thế này nhưng mà không, mình không bị chết. Vâng. Nó không có độc. Vâng ạ. Nó không có chất độc như là con rắn. Mỡ chăn này thì cháu đấy cũng có nhiều tác dụng mà, chữa bỏng với cả người gầy. Người gầy đúng không? Tăng cân. Ngày xưa ngày xưa uống cao chăn tí nữa mất vợ. Sao ạ? Có cái kia nó ngắn vào. À, đấy là tại các ông thôi. Có biết không? Đây là âm tính. 10 năm không có biết. À đấy ạ. May mà lấy vợ con như vậy. Con trai may mà vợ nó không theo dai. Con trai là liệt dương. Đấy đấy đấy. Nó có cái tích ở Trung Quốc ấy. Nó không. Cho một thìa mỡ chăn vào. Thế là cái thằng đúng không? Thằng quan nó là cuồng dâm. Vâng. Đi bắt con gái mình nó quan nó chơi thế này. Vâng. Nó có một cô nó tìm thấy thuốc rồi. Có cái thuốc nào cho nó hỏng chim gì nữa. Ông ơi. Nhưng mà nó biết là giết. Thế là sau đó là cái cô bị giết. Nhưng mà sau Trung Quốc nó ghi lại cái tích. Nhìn thấy gái như con gà sông Thiên. Ừ. Tôi uống cao chăn rồi, nó bị ảnh hưởng, mất một nửa đấy. Cao cũng thế. Đây là da. Vâng, da để làm gì? Da, cái da này là có nhiều cái tác dụng tốt lên lây cho. Khi bị tai mũi họng đấy. Bị viêm tai đâu cô? Vâng, vâng. Đấy. Thì, viêm tai? Vâng, thì lấy cái đốt thành cái tro, xong lấy tro cho cùng cái rượu hòa ra này. Cái da bao tiền? Là cho vào là nhanh khỏi. Ra bao tiền? Ra thì 20.000 chỉ được có bằng này thôi ạ. À. Bằng nào hả cô? Đây thôi. À bằng cái tay cô gấp đấy ạ. Dạ. Cái này bao tiền làm? Mỡ 40.000 ạ. Thế này hôm trước mua ở Củ Chi để 10 năm sau vẫn chưa thối. Không sao ạ, cứ cho tí nhiều bảo quản không gì. Vâng, ui, vậy ạ. Có nghĩa là về cái này chỉ ngâm rượu thôi đúng không cô? Vâng, để nhiều bảo quản. Vâng. Cô dám dán nó được không? Dạ. Dán nó được không? Vâng, dán thì là càng đẹp. Chữa bỏng với lại những người bị bỏng bôi rồi nó nhanh lên da non. Dạ vâng. Rất là lành đúng không chú nhỉ? Cái này thần dược ở dưới xuôi có vàng không đổi được. Vâng. Đúng không? Thì ông làm sao ông mới khỏi được không? Hả? Làm sao ông mới khỏi được? Sao lại uống cao hổ? Thì nó lại dài ra hả chú? Không uống cao rắn đấy. Ông ấy cũng hài lắm đấy. Vâng. Ủa, cô bé ăn bánh nghe xinh ấy nhỉ? Ôi mình lại lạc sang cái chợ nào ở đây rồi mọi người ạ. Rộng lắm, loanh quanh sang tiếp bên kia nữa. À, chắc mình đi nhờ đấy. Cháu đi nhờ nhá. Củ này là củ gì đấy anh? Củ này là củ gì em? Nó cũng tên là sâm à? À, nấu với thịt gà. Củ này chắc là nhà mình trồng được nhỉ? Em đấy chỉ bảo là củ sâm thôi. Thế còn tên, ví dụ tên đồng bào mình gọi là tên là gì? Tên là dân tộc á. Ừ. Không biết á. Anh là người Mông Hà Giang mà, nhưng mà sang Mông bên này nói khác quá. Đấy, mỗi người ra chợ là có cái gì thì mang cái đấy thôi. Như anh này là có một ít mộc nhĩ này. Đấy cả là cái này có giống ở cái rau khoai ấy. Nấu với cả khoai sọ nó nhớt nhớt ăn ngon cực. Mình chỉ biết thế thôi. Nói chung là đi chợ phiên thì có nhiều cái thứ nó lạ lẫm lắm. Không phải là với các du khách ở dưới xuôi đâu. Với cả, kể cả như mình ở đây cũng thế. Có nhiều thứ mà không biết nó là cái gì. Cháu chào cô nhá. Cái này là củ gì đấy? Củ này là củ gì ạ? Ờ, chị cô hả? Cái này có ăn được không? Cái này có ăn được không? No hả? À, ăn vào được. À đâu, đây hình như đây là củ sâm đất hay sao ấy? Đấy không nhỉ? Đúng rồi. Đó, cô rửa cái vỏ nó sạch đi thôi, thế là mình không biết. Đây là hạt đậu này. Như của tên là
Có một điều đặc biệt ở đây này, các bác ở trong miền Nam thì mình không biết là có không nhá, nhưng mà ở ngoài miền Bắc này ấy, thì là có một cái loại gạo ấy, có tên là gạo khổng mang. Vâng, em chào chị. Cái này là ở bên này gọi là gì chị, khẩu gì? Khẩu giang. Khẩu giang à? Vâng. Đây là gạo nếp non này, còn gọi tên khác là kiểu cốm già đấy đúng không chị? Vâng. Ở đây có hai hạt, một loại hạt dài, một loại hạt tròn. Cái này mình bán bao nhiêu tiền một cân đây chị? Ừ. 50.000. Cả hai loại luôn à? Bình thường cái này là như kiểu mình ăn thì là thấy ngon hơn cả gạo nếp nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Chỗ này là cả cái chợ bán gạo. Em cảm ơn nhá. Ở bên này thì bà con có đất canh tác thì trồng gạo sẽ, trồng lúa sẽ được nhiều hơn so với ở bên khu vực bên Hà Giang các bác ạ. Chung ở trên này có cái loại gạo nếp nương nó cực kỳ ngon. Hiện tại thì mình cũng có bán ở trên kênh ấy, các bác mua gạo nếp nương này hoặc mua cái khổng mang này có thể liên hệ với Cao Nguyên Đá nhé. Cái này về thì mình sử dụng trong ngày Tết hoặc là đồ xôi thường ngày, ví dụ như ngày rằm mùng 1 để làm đồ cúng ấy các bác, cực kỳ là ngon và đặc biệt luôn. Gạo thì đảm bảo là sạch. Ủa, dã man không mọi người này. Và trong cái này toàn cả cái khu này đều bán thảo dược hết. Ngọc cẩu này. Đây là hạt thủ ô. À cái này là khúc khắc đúng không? Ừ, khúc khắc nhầm. Củ này về gần 20 cân ấy. Tầm đấy nặng lắm mọi người, to này. Cả một cái khu này luôn đều bán cái đồ thảo dược. À, tắc kè đá xanh. Cái này thì ngâm với rượu để cải thiện sinh lý của đàn ông. Tam thất này, mộc nhĩ, nấm hương rừng, ba kích đó mọi người ạ. Ở đây mình sẽ tìm một cái thứ mà nó đặc biệt. Đây là... Em ơi, đây là hạt của quả gì đấy? Cái này này. Làm thuốc à? Cái này có phải hạt của quả này không? Sáng nay mình có quay rồi, đúng không? À, tách ra đây, sáng nay nó vẫn còn cái phần thịt của quả hạt nó màu trắng. Mình sẽ kiếm cái loại ớt nó cay nhất thế giới cho mọi người xem nhé. Sẽ hút chân không gửi vào. Cái này là sẽ gửi hàng tươi nha các bác nhé, không có hàng khô đâu. Tháng mình bán mấy củ màu vàng như này rồi. Gửi đi nó sẽ hỏng rất là uổng. Quý vị thân mến, sau buổi đi chợ ở phiên ở Bắc Hà thì Cao Nguyên Đá cũng có mua được cái củ tam thất ở bên này. Đó là tam thất tươi các bác ạ, tam thất Bắc nhé, không phải tam thất Tàu đâu. Cái số lượng ở đây là 8 củ 1 kg. Thì mình cũng đã tỉa hết cái phần rễ để ở đây rồi. Rễ này thì sử dụng vào cái việc mà làm đồ tần, rất tốt cho sức khỏe. Thêm nữa đây là mua thêm là một ít chanh đào để làm chanh đào ngâm mật ong để chữa ho. Và đặc biệt ở phía bên này là có cái ớt mà cay nhất thế giới ấy, mọi người này. Đây mua về làm một hũ ớt này ngâm để tặng già làng Tây Nguyên. Đây thì là cái quả này thì mình cũng không biết là quả gì, nhưng mà bà con chia sẻ thì bảo là chữa ho. Bây giờ thì Cao Nguyên Đá cũng sẽ làm một cái bình tam thất tươi ngâm mật ong. Cái hũ này thì dùng để cho gia đình thôi, thế nên là để ở nhà dùng. Còn nếu như mà các bác mà mua ấy, thì là Cao Nguyên Đá đang có cái hũ là 750ml, sẽ ngâm kèm với cả là 1,5 lạng hoa tam thất, thì bán với giá là 550.000. Các bác mua hàng liên hệ về số điện thoại là ngay phía dưới màn hình ở đây. Còn tam thất ở đây thì Cao Nguyên Đá cũng đã thái một phần rồi. Cái lát tam thất ở đây thì mọi người nhìn này, là tam thất tươi phơi cho nó cũng
hơi khô khô lại rồi thì mình ngâm ấy nó sẽ không bị lên men và tránh bị hỏng. Các bác mà mua tam thất tươi thì hiện tại là cái loại mà 8 củ 1kg bao gồm có cả rễ thì là Cao Nguyên Đá đang bán là 700.000. Giá rất là hữu nghị. Cái hũ này là 900ml, sẽ ngâm kèm với mật ong hoa bạc hà thì mình sẽ thái thêm. Chỗ này thì vẫn chưa đủ đâu. Tam thất tươi này là nó đảm bảo để quý khán giả các bác biết là đây là tam thất chứ củ tam thất khô. Nhiều bác còn chưa tin tưởng. Mình xin giấu tên cái loại củ đấy bởi vì là nó nằm trong bài thuốc. Cái này thì mình cũng có được một bác sĩ ở cái viện Đông y chia sẻ mọi người ạ. Bình thường mọi người sử dụng củ tam thất và mật ong ấy thì nó có tính nóng, thường thường là sẽ bị mọc mụn này hay nóng trong này, nhưng nếu như mà mình ngâm kèm cái củ đấy trong canh gà ấy, nấu thì mình sẽ cho thêm cái củ đấy vào. Còn các bác nào mà muốn biết củ đấy là củ gì thì có thể là mua tam thất của Cao Nguyên Đá này, mua sâm đương quy của Cao Nguyên Đá về để mà nấu món đấy, thì Cao Nguyên Đá sẽ gửi tặng kèm theo cái củ đấy để mọi người là nấu. Có những cái bác mà nhiều tuổi hơn, mọi người để ý đến vấn đề là lĩnh vực là đông y hoặc là tây y đấy, thì mọi người có thể biết được cái vị củ ấy là gì. Còn các bác nào chưa biết thì có thể liên hệ với Cao Nguyên Đá hoặc là bình luận ở phía dưới thì mình có thể là chia sẻ riêng. Sử dụng cái tam thất ngâm mật ong này thì mọi người sẽ hòa với nhiệt độ nước, nó rơi khoảng tầm 30 độ C mọi người nhé. Tránh trường hợp là mọi người uống cái nước nóng quá thì nó sẽ làm mất hết cái dưỡng chất vitamin ở trong cái mật. Có một cái lưu ý và một cái khuyến cáo này, đối với các bác mà huyết áp cao ấy, thì mình cũng không nên dùng củ tam thất ngâm mật ong. Ngoài ra thì tam thất ngâm mật ong nên dùng vào buổi sáng, nếu như dùng vào buổi tối thì là huyết áp nó sẽ bị tăng lên ấy. Còn nói về mà mật ong ngâm cái củ tam thất thì nó rất là nhiều công dụng, nhưng mà xin phép các bác là cho Cao Nguyên Đá là đọc lại, bởi vì cái phần này là Cao Nguyên Đá cũng đã dán ở trên cái tem rồi. Thì củ tam thất thì về cơ bản là có 7 tác dụng. Đó là thứ nhất là tam thất tươi ngâm mật ong này, chữa mất ngủ này, giảm mệt mỏi, phục hồi năng lượng cơ thể rất là hiệu quả. Tam thất tươi thì ngâm mật ong là giúp tăng cường giải độc, hạ men gan này, giúp hạ đường huyết, làm cho bệnh nhân bị tiểu đường khỏe mạnh này, đặc biệt là giảm các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Tam thất tươi ngâm mật ong giúp đẹp da, chống lão hóa hiệu quả. Tam thất tươi ngâm mật ong là phòng ngừa các biến chứng về tim mạch, tai biến mạch máu não, tai biến não, điều trị cho những người trí nhớ kém hoặc ngăn ngừa là chứng là lũ lẫn ở người già. Và các bác có tuổi rồi là cứ nhớ quên quên đấy. Còn thứ 6 là phòng chống các bệnh ung thư này, tác dụng ức chế sự hình thành và phát triển của khối u rất hiệu quả. Và tam thất tươi là rất phù hợp trong phụ nữ sau sinh mọi người ạ, cực kỳ là tốt. Nhưng mà người biết thì tam thất thì là được trồng trong vòng 3 năm thì bắt đầu với ra hoa và 7 năm thì bắt đầu với thu được củ. Thế nên là cái giá trị của cái củ tam thất này thì nó có tương đương hoặc là có thể hơn cái củ nhân sâm. Trên tay của Cao Nguyên Đá đây là chai mật ong hoa bạc hà các bác ạ. Chai mật ong thì Cao Nguyên Đá đang bán trên kênh với trọng lượng là 1,4kg và dung tích ở đây là 1 lít. Thì chai cũng được đóng gói rất là cẩn thận. Phía bên trong thì là sẽ được quấn một lớp băng dính này, và ngoài một lớp màng co, phần trên là có phần tem nắp. Và tiếp theo đó là phần thân chai. Thì trong phần thân chai này Cao Nguyên Đá cũng có ghi những cái công dụng đặc biệt và hiệu quả nhất của mật ong hoa bạc hà, cũng như là đảm bảo cho các bác là mua mật ong có thể gửi đi nước ngoài được. Cái hũ này là có 900ml rồi các bác ạ, còn chai này là 1000ml. Sau khi bóc cái phần màng co ra thì mình sẽ bóc cái phần băng dính. Các bác mua hàng ấy, khi mà nhận hàng thì được mở hàng ra kiểm tra nhé. Nếu như mà tem nhãn mác màng co băng dính mà còn nguyên thì các bác nhận hàng giúp Cao Nguyên Đá. Còn nếu như không thì các bác là có thể đổi trả và không mất cái tiền cước vận chuyển. Về cái đặc tính của cái hoa bạc hà này ấy, thì chỉ có trên vùng Cao Nguyên Đá có thôi. Trữ lượng hoa chỉ sẽ bao gồm từ tháng 10 đến hết tháng 11 âm lịch, đó bao gồm có trong 2 tháng. Mật ong hoa bạc hà thì có màu vàng xanh ánh chanh, có mùi thơm hơi hắc và có vị ngọt the mát, không có vị của bạc hà nhé các bác nhé, và không có màu xanh của bạc hà. Để tránh trường hợp là các bác mua phải hàng giả hoặc là mình nhầm lẫn trong cái việc mà sử dụng mật ong hoa bạc hà và mật ong khác. Các bác nhìn cái mật nó như này cơ mà, sánh vàng ươm. Các bác nào không có thời gian thì có thể là liên hệ với Cao Nguyên Đá để mua những cái hũ tam thất tươi ngâm mật ong này. Cao Nguyên Đá đã ngâm sẵn rồi, về nó cũng đã đủ tuổi đủ ngày là mình có thể sử dụng ngay. Ngoài tam thất ngâm mật ong thì Cao Nguyên Đá có nghệ đen ngâm mật ong này, và nữa là hoa đu đủ.
Thì thời điểm này bà con đang chuẩn bị thu quả chanh rừng rồi ấy, thì mình cũng sẽ mua quả chanh rừng để ngâm. Còn các bác nào mà thích quả chanh đào thì mình có thể là liên hệ với Cao Nguyên Đá ngâm trước, hoặc là mình có thể mua mật ong và về nhà để tự ngâm. Đây mọi người nhìn cái hũ hoa. À, hũ củ Tam Tất mọi người ạ. Nói chung nó có một màu vàng cực kỳ là đẹp. Mọi người nhìn đến đây thì có màu vàng chanh này, rất là đẹp. Có một cái màu đặc biệt, không có một cái loại mật ong nào nó giống cái màu mật ong hoa Bạc Hà. Đây là cách phân biệt đơn giản nhất khi mọi người nhận biết bằng mắt thường. Ngoài ra nữa thì mọi người sẽ phải thử bằng vị. Các bác nào mà xem được video này thì Cao Nguyên Đá còn có, đây là có mật ong đá nữa. Khi mọi người mua 2 lít trở lên thì Cao Nguyên Đá sẽ tặng thêm nửa lít. Đó. Còn mật ong hoa Bạc Hà thì hiện tại đang vào vụ rồi và đang được bán với giá là 550.000 một lít, miễn phí vận chuyển từ 2 lít trở lên. Các bác mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại ở dưới. Ngày hôm nay đi sang bên chợ Bắc Hà ấy, là đến một cái vựa hoa tam, nụ hoa Tam Thất này, củ Tam Thất này, sâm đương quy này và rất nhiều cái loại dược liệu khác giúp hỗ trợ cho sức khỏe cũng như là sinh lý của đàn ông. Thì các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với Cao Nguyên Đá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.